không ngoa khi nói loài chim này là bậc thầy về kiến trúc sư xuất sắc. Tòa nhà hình ngọn hải đăng trước mặt chúng ta là thành quả của hai chú chim trông nhỏ bé này. Tên của nó là chim công McGregor. Nó phải tốn rất nhiều công sức để xây dựng tòa nhà này. Mục đích của nó là thu hút một con chim mái đến ở cùng. Nó cẩn thận di chuyển từng cành cây rồi đan xen vào nhau, chen nó vào từng vị trí cẩn thận. Nó không ngừng làm mới cho căn nhà của mình. Bởi vậy nó cần phải bảo trì và cải tạo liên tục, kể cả một cành cây bị rơi, nó cũng không lãng phí, cẩn thận nhặt lên và chèn vào vị trí. Nó không dám lười biếng chút nào. Và giờ một cái khung tổng thể cho căn nhà đã được xây dựng. Tất cả những gì còn lại là trang trí cho căn nhà thật đẹp mắt. Nó phân loại từng vật liệu trước khi sắp xếp chúng vào vị trí. Nó còn dùng da sâu để treo lên cành cây như chiếc đèn lồng, bởi nó biết căn nhà càng đẹp càng thu hút được bạn tình. Sau bao ngày vất vả, căn nhà vừa xong tại thời điểm này, một con chim bao ơ bất cái đã xuất hiện. Nó đang đánh giá tòa nhà phía trước mặt nó. Nắm bắt cơ hội này, chim bao ơ được liền cất tiếng hát. Nó thể hiện giọng ca du dương của mình. Nó cũng có thể bắt chước nhiều âm thanh khác nhau. Và chắc chắn rằng khi xem đến đây, các bạn không quên nhấn giúp mình một like và đăng ký kênh với ạ. Lúc này con cái có vẻ bị thu hút bởi âm thanh của nó. Sau đó, hai con chim bắt đầu chơi trò trốn tìm. Con chim trống rất biết cách tán gái, khiến chim mái rất phấn khích. Nó chủ động xoè nhún lông trên đầu, trông giống như một bông hoa cúc nhỏ. Chim mái lúc này dường như phấn khích cực độ. Sau đó một cuộc mây mưa chỉ trong 2 giây, và rồi cuộc hẹn hò cũng kết thúc. Có lẽ giờ đây chúng đang phải lên kế hoạch cho việc sinh con. Từ bây giờ nó sẽ phải bận rộn hơn nhiều cho việc chăm sóc con non. Trong một diễn biến khác, trên một cành cây, hai con chim hút mật trình diễn một điệu múa xuất sắc. Mảnh rừng ven biển này sẽ đón hoàng hôn. Đã đến lúc bắt đầu nghỉ ngơi để nhường chỗ cho những chú đom đóm phải không? Ánh sáng sinh học được tạo ra trong cơ thể nó có thể truyền một số tín hiệu thu hút con cái. Đây cũng là cách mà con được dùng để thu hút bạn tình. Mà đêm bao trùm cả cánh rừng càng thêm tĩnh mịch. Lúc này hàng ngàn con đom đóm tụ tập lại với nhau, tạo thành một chùm ánh sáng le lói giữa những tán cây rừng. Đây là màn trình diễn ánh sáng từ vương quốc động vật. Nó sẽ nhấp nháy đồng bộ trong một thời gian, quan sát từ xa trông giống như làn sóng vỗ vào bờ. Và nếu như lúc này bạn cũng cảm động chắc ẩn, xin hãy cho chúng tôi một like và đăng ký kênh nhé.